Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và còn có khả năng mạnh hơn. Đến 19 giờ ngày 16 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 107,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của bão, từ sáng ngày 16 tháng 7, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, đi vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, từ tối và đêm 16 tháng 7, trên vùng ven biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Ở các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Bình và sâu trong đất liền khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh có gió giật cấp 6 đến cấp 8.